Nếu như có một vị chứng quả A-la-hán thì vị đó độ được chúng sanh đắc quả giải thoát không sư? Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác. Trong kinh có rất là nhiều. Thậm chí Ngài Xá Lợi Phất gọi là chuyên gia độ người từ phàm đạt thánh sơ quả, và Ngài Mục Kiền Liên là chuyên gia đưa những vị thánh sơ quả đạt đến tứ quả. Cho nên cái chuyện là một vị A-la-hán thì cái khả năng độ của vị đó thoải mái, không vấn đề gì. Chẳng qua là vị A-la-hán Thinh Văn chỉ xuất hiện là phải nhờ vào sự có mặt của một vị chánh đẳng giác, chứ còn bản thân các vị đó là có thể độ được chúng sanh khác đắc quả ha. Đương nhiên có một số riêng biệt những vị không không có duyên với chúng sanh khác thì các vị đó cũng không độ, bởi vì muốn độ chúng sanh nào thì chúng sanh đó đó phải có duyên với mình.